HIMARS là gì mà có thể giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi? Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, trong 24 giờ ngày 30 tháng 7, 2022 đã tiêu diệt 7 xe tăng, 2 pháo đạn tự hành và 17 xe thiết giáp. Ngoài ra, pháo binh Ukraine đã phá hủy 2 kho đạn ở 2 quận trong thành phố Kherson. Ngũ giác đài đã cho biết rằng vũ khí của Mỹ đã ngăn Nga giành ưu thế trong cuộc chiến Ukraine. Ukraine đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn pháo binh di động M142, hay còn được gọi là HIMARS, viết tắt từ High Mobility Artillery Rocket System, do Mỹ viện trợ, tấn công hàng chục địa điểm chỉ huy và kiểm soát, kho đạn cùng các mục tiêu khác của Nga khi Ukraine bắt đầu phản công nhằm chiếm lại thành phố Kherson. Vậy chúng ta tìm hiểu xem HIMARS là gì mà có thể giúp cho Ukraine thay đổi cuộc chơi, ngăn chặn quân đội Nga để giành lại ưu thế. Theo nguồn tin từ United States Army Acquisition Support Center, HIMARS sẽ cung cấp cho các lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào phía sau phòng tuyến của Nga và ở khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của Nga. Hỏa tiễn dẫn đường bằng GPS mà HIMARS có tầm bắn gấp đôi so với hỏa tiễn M777 mà Mỹ cung cấp gần đây cho lực lượng Ukraine. HIMARS M142 là hệ thống vũ khí tấn công đạn pháo phản lực, mẫu đạn pháo tầm trung, sử dụng đầu đạn dẫn đường chính xác, được phát triển từ những năm 1990 dành cho lục quân Hoa Kỳ. Là một khả năng chiến lược cải thiện khả năng phòng thủ nội địa, đã được chứng minh khả năng chiến đấu, hoạt động trong mọi thời tiết 24/7, gây chết người và phản ứng nhanh. Được sản xuất bởi Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. HIMARS là bệ phóng bánh lăn có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu vận chuyển nhanh chóng bằng C-130 và được đặt trên khung gầm xe tải 5 tấn thuộc dòng xe chiến đấu hạng trung, được giao cho các lữ đoàn pháo binh giả chiến. Hệ thống M142 được phân loại là hệ thống súng đại bác phản lực bắn theo loạt, nhưng thực ra nó là một dạng bệ phóng đa năng. Nếu cần thì xe tải có thể tháo bỏ bệ phóng rocket để thay bằng bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn như hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của lục quân, tức là ATACMS, hoặc là hỏa tiễn tấn công chính xác PRSM. Khi đó, nó trở thành xe mang hỏa tiễn đạn đạo bắn từng quả, chứ không còn là xe phóng rocket bắn hàng loạt. HIMARS có thể mang theo 6 hỏa tiễn dẫn đường có đường kính là 227mm, có trọng lượng là 307kg, trong đó phần đầu đạn nặng 120kg. Tầm bắn của HIMARS khi sử dụng đạn thường là 40km. Tuy nhiên, với những loại đạn thế hệ mới, tầm bắn có thể đạt tới 60 cho đến 100 km. Hệ thống HIMARS có khả năng tự nạp đạn và có thể định vị mục tiêu khi đang di chuyển đến vị trí bắn, đồng thời đánh xa và chính xác. Nó cũng có thể sử dụng chung các loại đạn và bệ phóng của hệ thống M270. Tuy nhiên, nó chỉ có thể mang theo một bệ phóng thay vì hai như tiêu chuẩn của M270. Các nhà phân tích cho rằng hệ thống này tin cậy hơn đáng kể so với các hệ thống hỏa tiễn khác mà lực lượng Ukraine đang sử dụng. HIMARS sử dụng khung gầm là xe tải FMTV của Mỹ, được trang bị động cơ diesel, có sức kéo là 290 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc xe có thể đạt tới 85 km một giờ ở địa hình bằng phẳng và tầm hoạt động đạt tới 480 km. Hệ thống HIMARS bắn nhanh và di chuyển lập tức ra khỏi tầm bắn của đối phương, do đó chúng rất khó bị tiêu diệt. Chúng ta có thể xem M142 HIMARS là phiên bản khung gầm, bánh lăn và giảm một nửa số lượng ống phóng của hệ thống đại bác phản lực đa nòng M270 bánh xích. Nó sử dụng một bệ xoay tương tự như loại trên M270, cung cấp hỏa lực tương đương 50% của hệ thống đại bác phản lực đa nòng. Vào tháng 10 năm 2017, thì Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã thực hiện phóng hỏa tiễn bằng hệ thống M142 từ tàu đổ bộ USS Anchorage, trình diễn đa năng tấn công chính xác từ cực ly xa của các tổ hợp phòng thủ bờ biển khi đang được vận chuyển bằng tàu.
Software xác định mục tiêu của HIMARS đã được tái lập trình để có thể hoạt động hiệu quả hơn ở môi trường bất ổn định như ở trên tàu. HIMARS mang theo một bệ phóng chứa 6 hỏa tiễn MLRS dẫn đường hoặc một hỏa tiễn hệ thống chiến thuật lục quân, tức là ATACMS. Khi bắn hỏa tiễn chính xác GMLRS Unitary, HIMARS có thể đạt được tầm bắn xa hơn 70 km, tấn công mục tiêu với mức sát thương thấp cho phép khai hỏa tầm gần, trong phạm vi 200 mét để hỗ trợ cho binh lính thiện chiến đang tiếp xúc cũng như thu hút các mục tiêu, đô thị và môi trường phức tạp. Hệ thống phóng HIMARS cung cấp hỗ trợ hỏa lực, hỏa tiễn và hỏa tiễn chính xác trong mọi thời tiết, sát thương, tầm gần và tầm xa cho các lực lượng kết nối, lực lượng viễn chinh, lực lượng dự phòng và lữ đoàn pháo binh giả chiến hỗ trợ các đội chiến đấu của lữ đoàn. M142 hiện đại hơn, nhẹ hơn và dễ vận chuyển hơn so với pháo đạn phản lực M270 được phát triển vào những năm 1970 ở Hoa Kỳ. Pháo đại bác phản lực HIMARS M142 điển hình có chiều dài là 23 feet, chiều rộng là 7 feet 10 inches và chiều cao là 10 feet, trọng lượng là 29.800 pound, tốc độ tối đa là 94 km/h. Theo Lockheed Martin, hệ thống HIMARS có giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim và Hoa Kỳ được cho là sở hữu hơn 540 hệ thống này. Ngày 14 tháng 2 năm 2010, ISAF, tức là Lực lượng Hỗ trợ và An ninh Quốc tế, đã đưa ra thông báo rằng hai rocket phóng từ hệ thống M142 đã rơi cách mục tiêu 300 mét, giết chết 12 thường dân trong chiến dịch Mustarek. ISAF đã cấm sử dụng các hệ thống M142 cho đến khi một cuộc điều tra vụ tai nạn được hoàn tất. Một sĩ quan người Anh sau đó nói rằng hệ thống đã xác định chính xác mục tiêu là một cơ sở của Taliban. Báo cáo nói rằng cái chết của những thường dân đó là do Taliban đã sử dụng họ để làm lá chắn, tức là ISAF không hề biết được sự tồn tại của những người dân ở vị trí đó. Ngày 21 tháng 10 năm 2010, một báo cáo trên tờ New York Times chỉ ra rằng các hệ thống M142 được sử dụng bởi NATO trong cuộc xung đột tại Kandahar nhắm vào nơi ẩn náu của các chỉ huy Taliban, buộc họ phải trốn sang Pakistan. Tháng 11 năm 2015, quân đội Hoa Kỳ nói rằng hệ thống M142 đã được khai triển đến Iraq, phóng ít nhất 400 rockets và các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant. Ngày 4 tháng 3 năm 2016, hệ thống M142 của quân đội Hoa Kỳ đã lần đầu tiên phóng rocket vào Syria để yểm trợ cho các phiến quân chiến đấu với nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant với các bệ phóng được đặt tại Jordan. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, thì Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ cung cấp một loạt hệ thống M142 cùng với rocket M31 GMLRS cho quân đội Ukraine trong bối cảnh chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine năm 2022. Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Colin Carr cho biết rằng Hoa Kỳ có dự định sẽ gửi thêm nhiều hệ thống M142 khi tình hình tác chiến thay đổi trong tương lai. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, hệ thống HIMARS đầu tiên đến Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, thì Ukraine đã bắt đầu khai triển các hệ thống M142 nhằm vào quân Nga. Lợi thế lớn nhất của HIMARS so với các hệ thống vũ khí khác là tầm bắn của nó. Điều này đã giúp cho quân đội Ukraine có thể sử dụng HIMARS từ những địa điểm ở xa và không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đáp trả từ Nga. Ngoài ra, Ukraine có thể sử dụng một cách khéo léo tầm bắn 80 km của HIMARS để nhắm vào các mục tiêu. Chúng có thể tấn công một cách có hệ thống và các tuyến hậu cần, địa điểm chỉ huy, kho đạn dược của Nga nhằm hạn chế chiến dịch quân sự của Moscow ở phía đông Ukraine. Để sử dụng HIMARS một cách tối ưu do hạn chế về nguồn cung cấp đạn dược, quân đội Ukraine đã phóng một hoặc hai rocket dẫn đường vào các kho đạn dược hoặc địa điểm chỉ huy của Nga,
thường là vào ban đêm, và vận hành chúng cách xa tiền tuyến để bảo vệ chúng. Ngũ giác đài cũng nhận định rằng HIMARS đang có tác động đáng kể đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng những quả đạn của HIMARS bay quá nhanh và thấp nên rất khó để lưới phòng không Nga tiêu diệt trước khi chúng đánh vào các mục tiêu.